Sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cô Thị Kim Biến có buổi tiếp ông Michael Fetterson, hạ kỳ sĩ vùng Zarabi, Chủ tịch Hội đồng Giao lưu Chính trị Australia và đoàn công tác đến thăm và làm việc tại thành phố Đà Nẵng. Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến bày tỏ vui mừng trước chuyến thăm lần này của đoàn công tác Hội đồng Giao lưu Chính trị Úc và thông tin tổng quan đến đoàn công tác về tình hình phát triển kinh tế xã hội của thành phố Đà Nẵng thời gian qua, cũng như định hướng phát triển thời gian đến. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đánh giá các chương trình giao lưu hợp tác giữa Đà Nẵng và các địa phương của Úc thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp. Đáp lại thịnh tình của lãnh đạo thành phố, ông Michael Patterson, bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển của Đà Nẵng, đồng thời cho biết chuyến thăm lần này đến thành phố là cơ hội tốt để các chính trị gia trẻ của Australia chia sẻ kinh nghiệm với các cán bộ trẻ của địa phương, nhất là các tổ chức thanh niên với đa dạng hoạt động vì cộng đồng xã hội, qua đó tăng cường hiểu biết sâu sắc hơn về hệ thống chính trị và quan hệ giữa hai bên và tìm kiếm các cơ hội thúc đẩy hợp tác trong tương lai.